Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Bóng Đá 365. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời khi theo dõi video này. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới cập nhật mỗi ngày. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Thông tin đầu tiên, xem trực tiếp U22 Myanmar với U22 Campuchia SEA Games 30 ở kênh nào nhanh nhất? Người hâm mộ có thể xem trực tiếp U22 Myanmar với Campuchia trận đấu này ở trận tranh huy chương đồng SEA Games 30 trên kênh VTV6 và VTV Sport. 15 giờ ngày hôm nay diễn ra trận tranh huy chương đồng môn bóng đá nam SEA Games 30 giữa Myanmar và Campuchia. Tại bán kết, hiện tượng lạ U22 Campuchia bị đoàn quân của ông Park Hang-seo giải mã. Thất bại 0-4 khiến đội bóng của huấn luyện viên Felix Damas không thể tiếp tục tạo nên lịch sử, đành ngậm ngùi đá trận tranh huy chương đồng. Ở chiều ngược lại, U22 Myanmar chịu chung số phận với thất bại 2-4 trước U22 Indonesia. Trong trận đấu gần nhất tại vòng bảng, Myanmar đánh bại Campuchia tỷ số 2-1. Trận đấu giữa U22 Myanmar với Campuchia trong trận tranh huy chương đồng SEA Games 30 được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6, VTV Sport. Cuộc đối đầu trực tiếp giữa U22 Myanmar và Campuchia là cơ hội để đội bóng Đông Dương lần đầu tiên giành tấm huy chương ở môn bóng đá nam SEA Games 30. Dù để thua tâm phục khẩu phục trước U22 Việt Nam ở bán kết, Campuchia vẫn có thể tự hào khi lần đầu tiên họ tham dự ở một trận tranh huy chương ở SEA Games. Với lối chơi máu lửa đầy quyết tâm, các cầu thủ U22 Campuchia xuất sắc vượt qua một loạt đối thủ mạnh ở bảng A như Malaysia, Philippines để giành một trong hai tấm vé đi tiếp. Sự phát triển vượt bậc của bóng đá Campuchia có công lớn của Keisuke Honda và đặc biệt là huấn luyện viên người Argentina Felix Damas, người đã huấn luyện các cấp độ tuyển quốc gia của Campuchia những năm qua. Trong buổi họp báo sau trận, ông Damas từng nói rằng bóng đá Campuchia đang phát triển, hy vọng 3 năm tới chúng tôi sẽ tới World Cup. Chúng tôi muốn có huy chương và toàn đội Campuchia ngày càng tiến bộ. Dù giấc mơ World Cup không dễ dàng, nhưng với mục tiêu đặt ra, Campuchia đang thay đổi từng ngày nền bóng đá của mình. Ở vòng bảng, U22 Myanmar và Campuchia từng trực tiếp đối mặt nhau. Đoàn quân Veliza Popov phải rất vất vả mới đánh bại đối thủ tỷ số 2-1. Ở lần gặp lại này, người hâm mộ có thể hứa hẹn một trận đấu cân tài cân sức. U22 Myanmar được đánh giá nhỉnh hơn. Ở trận bán kết, họ gây ra vô vàn khó khăn cho Indonesia. Đội bóng xứ quốc đảo chỉ có thể thắng trong những phút bù giờ. Trước trận đấu này, huấn luyện viên Popov than thở với lịch thi đấu SEA Games. Tôi có thể hiểu vì sao nhiều đội gặp khó ở SEA Games. Vấn đề không nằm ở cỏ nhân tạo hay tự nhiên, mà việc phải thi đấu quá nhiều trận trong ít ngày. Việc phải thi đấu 120 phút ở bán kết bào mòn thể lực Myanmar, vì vậy đây là cơ hội tốt cho Campuchia tạo ra thế trận tốt trước đối thủ. Đội hình dự kiến Myanmar, Satnaing, Wimokiap, Jemintu, Genji Nyaung, Aung Gunasho, Aung Nanguin, Naijonyang, Elwin Mojung, Bobo, Miat Khao Khan, Hattet Fiowai, Campuchia, Keo Soxela, Chansofiok, Jue Safi, Ostrovan, Chiang Jemen, Jose Muslim, On Champolin, Siang Chantia, In Sovavit, Riêng Bùn Hương, Keo Sofiang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video mới hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Và bây giờ, xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.